Xin kính chào các quý vị dân tộc của chúng ta. Xin chào đón trong cái lời tâm sự tập 5. Thì trước hết tôi sẽ nói vài điều mà tôi đã chưa nói xong. Và rồi thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với những cái điều mới. Thì vì những cái tội lỗi của bà mẹ quý cô, và cho nên nó mới tạo ra những cái nghiệp ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng, tào lao, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, ma quỷ, đỉ điếm, mất dạy, bố láo, vô ơn, vô nghĩa, vô đạo đức và vô ý thức. Thì đó là cái ý nghĩa của tội lỗi, hiểu không? Tôi đã nói ra cái sự thật của Chúa Cha và nêu ra những cái tội lỗi của quý vị là để cho quý vị ăn năn hối lỗi. Biết lỗi rồi thì hãy xin lỗi và tuyệt đối đừng có lặp lại nữa. Và chứ không phải là để quý vị tỏ vẻ hoặc tỏ ra cái thái độ đỉ điếm, mất dạy, bố láo và tội lỗi với tôi nha. Quý vị, hãy hợp lý lại đi. Thì tôi hiểu, sự thật thì nó khó nghe, đúng không? Nếu dễ, thì nói làm gì nữa, biết không? Chỉ bởi vì tụi mày còn có cơm để ăn, nước để uống, nhà để ở, lồn để địt và cặc để bú, là tụi mày dám to gan bố láo, mất dạy, đĩ điếm và tội lỗi với Chúa Cha của chúng ta đó à? Và thật đúng là cái thứ rất vô ơn, vô nghĩa, vô đạo đức và tất cả luôn. Có thấy là mình mất dạy lắm không? Bởi những vị đàn ông dân tộc tốt bụng đã hy sinh rất nhiều cái tính mạng của mình chỉ vì để cho quý cô, quý vị đi ngoại tình và làm các cái thứ điều đĩ điếm, mất dạy, bố láo và tội lỗi với cái đám ngoại tộc kia. À, sao mà độc ác quá vậy? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nói thêm, cần nói thêm. Thực ra những cái suy nghĩ này, những cái điều này á, rất nhiều số vị đàn ông dân tộc chúng tôi muốn nói lắm, nhưng mà họ không có gan thôi, và họ không có cái vị trí, và họ không có cái cơ hội để thể hiện ra hoặc là để nói ra với nhiều số các vị, đúng không? Hoặc là quý vị. Nhưng mà trong lòng của họ và trong đầu óc của họ đâu có nghĩa là họ không có cái suy nghĩ và cái cảm xúc như vậy, đúng không? Chỉ bởi vì họ bị đàn áp, phải không? Vì những cái điều này, cái điều nọ, vì những cái hoàn cảnh, vì những cái sự khó khăn, trở ngại này nọ vân vân. Nhưng tôi thì khác. Vì tôi đã vượt qua được. Vì tôi đã chiến thắng được một phần nào đó để mà có cơ hội
có thể có cái giọng nói cho nhiều số vị ngoài kia, cả đàn ông và phụ nữ của dân tộc chúng ta, đúng không? Mà ngược lại á, thì nhiều số quý vị đâu có ủng hộ tôi đâu. Mà ngược lại thì còn muốn hạ tôi xuống nữa chứ. Trong khi đó tôi đang cố gắng nâng lên quý vị. Tôi đang cố gắng nâng quý vị lên. Để mà chúng ta không thể nào trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đã sống và đang sống bây giờ, đúng không? Bộ nhiều số quý vị thích sống cách sống tội lỗi như thế này à? Bộ quý vị không muốn có một sống tốt đẹp, ngay thẳng, trung thành, tràn đầy cái sự yêu thương trong cuộc sống mà, trong cuộc đời của mình, trong xã hội của mình, trong đất nước của mình, trong thế giới của mình à? Nếu mà quý vị cứ muốn sống cuộc sống như vậy thì làm sao mà nó sẽ phát triển, làm sao mà nó sẽ trở thành tốt đẹp được? Không thể nào, không bao giờ. Thì như quý vị đã biết, Chúa Cha của chúng ta cực kỳ ghét những cái bọn tội lỗi, đúng không? Thì những vị ngoại tộc thì nói làm gì nữa, đúng không? Khi mà những con cái của Ngài, những con cái của Do Thái theo dòng máu của Giáng Christ He mà phạm tội, mà có rất nhiều tội lỗi, thì Ngài cực kỳ vô cùng tức giận, đau lòng, đúng không? Và nó đang khiến Chúa Cha của chúng ta không có hạnh phúc một chút nào hết á. Mà nhiều số quý vị vẫn tiếp tục sỉ nhục Ngài, coi thường Ngài, chê cười Ngài, và coi những cái đạo lý của Ngài, cái luật lệ của Ngài, 10 cái lệnh của Ngài không ra cái gì hết á. Mà thôi, coi như tôi không muốn nói về cái điều đó nữa. Hiểu hay không hiểu thì tùy. Cuối cùng thì tôi không phải làm cái vị đàn ông mà sẽ chịu cái trách, chịu những cái sự xét xử và hình phạt, đúng không? Nghe hay không á là tùy quý vị. Còn tội á, quý vị sẽ chịu chứ không phải tôi đâu. Còn công việc mà tôi cần phải làm á là chỉ nói ra cho quý vị hiểu, để cho quý vị nhận thức là công việc của tôi ấy, như vậy là xong rồi, đúng không? Một phần rồi, đúng không? Thì quý vị cái quyết định như thế nào á thì cái đó thì tự quý vị tự quyết định, đúng không? Nhưng mà đừng có trách Chúa Cha là Chúa Cha đã không tốt bụng với quý vị. Đừng có nói rằng á, Chúa Cha đã không gửi một vị đàn ông dân tộc tới quý vị để nhắc nhở quý vị, để cảnh cáo quý vị, để thông báo cho quý vị vì những cái điều xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ sẽ đã tới, đang tới và sẽ tiếp tục tới với những vị tội lỗi. Nếu mà quý vị cùng phạm tội với bọn họ thì quý vị cũng sẽ bị xét xử chung với bọn họ, chỉ vậy thôi. Thực ra tôi đâu có mất cái gì đâu. Tôi làm những cái điều này chỉ vì Chúa Cha và vì cái lợi ích của quý vị thôi, những cái linh hồn của quý vị thôi, đúng không? Cho nên đừng có ở đó mà mất dạy, bố láo, đỉ điếm với tôi, đúng không? Hãy nên biết ơn đi. Còn không thì im cũng được. Vậy là đủ rồi nhé. Cha mẹ của quý vị đã dạy
quý vị như thế nào mà nhiều số quý vị đã trở thành cực kỳ mất giải thiết, vô ơn, vô nghĩa, vô đạo đức, vô ý thức, thì tôi cũng đã thông cảm cho quý vị rồi, đúng không? Mà thôi, tôi nói xong về điều đó rồi đó. Tiếp tục với cái điều tiếp theo á. Quý vị, nhiều số quý vị có hiểu á, có một điều á nữa là quý vị có thấy rõ ràng bọn họ thường hay nâng lên những vị dân tộc không phải là chính gốc của đất nước đó để làm tổng thống, thủ tướng, tổng bí thư hoặc là vị cai trị cái đất nước đó không hả? Quý vị có thấy không? Thì ví dụ là nước Thái Lan, Lào, Campuchia hay là Philippines, vân vân. Thì quý vị có thấy cái màu da của họ không phải là những vị dân tộc chính thức của đất nước đó không? Là chính gốc của cái đất nước đó không? Mà toàn họ để những cái bọn mà con lai, không? Hoặc là toàn là những vị là da da trắng, đúng không? Quý vị có thấy rõ không? Họ họ đâu có cho, ít khi mà quý vị thấy là một vị lãnh đạo trong những cái đất nước như mà tôi đã nêu ra mà có những vị dân tộc da nâu của chúng ta hoặc là da đen của chúng ta, đúng không? Quý vị đâu có thấy đâu, đúng không? Và tại sao? Thì rõ ràng là bọn họ đã phân biệt chúng ta, đúng không? Với lại bọn họ đã không muốn chúng ta lên lên chức cao, đúng không? Và bọn họ đã luôn luôn đàn áp chúng ta, biết không? Là vì họ không muốn chúng ta cai trị cái đất nước của mình. Là vì sao? Là vì họ hiểu rằng á, chúng ta mới chính thức là chủ quyền, mới có thể làm một vị lãnh đạo tốt. Còn bọn họ không có thể nào, không có thể nào bọn họ có thể cai trị được đâu, đúng không? Đó là lý do tại sao bọn họ đã luôn luôn có những cái sự âm mưu ý đồ này nọ, mà cứ luôn luôn đã để những vị con lai hoặc những vị dân tộc của bọn họ, phải không, để làm lên chức vụ trong chính phủ, phải không, trong đảng viên, đúng không? Chỉ bởi vì họ nói cái tiếng ngôn ngữ của chúng ta đâu có nghĩa họ là dân tộc của chúng ta, hiểu không? Mà tại vì họ cho rằng là chúng ta ngu quá, phải không, chúng ta không biết chuyện, vô ý thức á, thì họ nghĩ là như vậy, cho nên họ mới làm những cái điều như vậy, phải không? Có thấy rõ cái sự black, cái sự lưu không, cái sự đi điếm của bọn họ không, cái sự mất dạy của bọn họ không, cái sự tội lỗi của bọn họ không, thấy không? Rõ chứ? Quý vị hãy để ý đi. Những cái đất nước mà thực ra cái là những vị lãnh đạo á, thì phải thực ra thì phải da nâu ít nhất, đúng không? Nhưng mà quý vị hay thấy á, họ toàn nâng lên hoặc cho cái vị trí cho những vị da trắng, đúng không ạ? Đúng không? Quý vị có thấy cái cách mà bọn họ sỉ nhục chúng ta không hả? Thì như tôi đã nói á, thì họ cho rằng là chúng ta ngu, không biết gì hết á, đúng không? Chỉ bởi vì họ xâm nhập vào trong cái văn hóa của chúng ta, trong cái xã hội của chúng ta, trong cái đất nước của chúng ta, hiểu không? Qua những cái sự nhập cư, không? Qua những cái sự gian dối, giả dối, nói dối và lừa đảo, không? Bằng cách là họ học những cái ngôn ngữ của chúng ta, rồi làm giả bộ chúng ta, biết không? Hơn nữa thì
vì những con lai, biết không? Là tại vì những cái sự đỉ điếm, cái sự mất dạy, cái sự bố láo của những phụ nữ con gái của chúng ta, phải không? Hoặc là những cái con gái, những phụ nữ con gái dân tộc của chúng ta mà đã phản bội chúng ta đó, cho nên họ mới có cái vị trí như vậy, thì họ mới có thể làm được như vậy, đúng không? Nếu mà phụ nữ của chúng ta không có phản bội chúng ta, nếu mà họ không phản bội chúng ta qua cái sự đỉ điếm, cái sự mất dạy, cái sự bố láo của bọn họ, thì không thể nào mà bọn họ có thể làm được như vậy đó, đúng không? Bọn họ không thể nào mà xâm nhập được cái đạo lý, cái văn hóa, cái lịch sử và cái dân tộc của chúng ta hết á, không thể nào. Và đó cũng là một cái ví dụ, đúng không? Quý vị có thấy rõ không? Thì như tôi đã nói á, và ý là bọn họ cho rằng là tất cả các vị dân tộc Do Thái chính gốc theo dòng máu, đạo lý lịch sử và đúng nghĩa của chúng ta thì vô cùng là ngu ngốc lắm đó ạ. Hiểu không? Thì họ cho rằng là chúng ta rất là ngu, không biết gì hết, đúng không? Thì thật là mất dạy thiệt, bố láo thiệt, đĩ điếm thiệt, và rất cực kỳ tội lỗi lắm luôn, đúng không? Đừng có lo, đây về sau nhiều vị sẽ thức dậy nhận ra, hồi những cái bọn đó sẽ bị treo cổ thôi à, ở đó mà mất dạy nữa đi. Vì cái thời gian mà tốt bụng á, không còn nữa rồi, cần còn có chút xíu nữa thôi, đúng không? Bọn họ mà cứ tiếp tục mất dạy nữa đi, rồi sẽ hiểu. Bộ nhiều số các vị không thấy à, nó đang diễn ra. Hả? Biết ai đang làm không? Chủ cha của chúng ta đó, Bill. À nè, tiếp theo với cái điều mới, các vị kinh á, đừng có mà kiêu ngạo vì cho rằng là mình số nhiều trong đất nước Việt Nam. Thì thật nhiều số các vị vẫn chưa có hiểu cái sự thật rồi. Vì những vị 12 nhóm sắc tộc của Do Thái chúng tôi thì dân số nhiều hơn các vị đó ạ. À. Chỉ là họ, các con cái của Do Thái hoặc ông Do Cốc, thấy không? Vẫn chưa có thức dậy từ giấc ngủ rất ngon của mình, của họ mà thôi. Và nhưng về sau, trong thời gian sau hoặc trong tương lai, thì tất cả 12 nhóm của dân tộc Do Thái chúng tôi đều bị đánh thức dậy bởi Chúa Cha của chúng tôi. Và rồi họ sẽ tự nhiên nhận thức ra mình thật sự là ai và cái danh tính thực sự của mình là gì, đúng không? Lúc đó nhiều số các vị sẽ hối hận cho coi. Cho nên hãy bắt đầu tử tế lại đi. Đừng có cho rằng là chúng tôi ngu, không biết chuyện, đúng không? Chỉ bởi vì chúng tôi có cái tấm lòng tốt, đúng không? Cái đạo lý tốt, biết không? Thì và đây là cái bằng chứng này mà về sau á, Chúa Do Thái của chúng tôi sẽ đánh thức hết tất cả con cái của Do Thái, biết không? Đừng có ở đó mà dọa chúng tôi qua cái tâm lý là gọi chúng tôi là dân tộc thiểu số. Chúng tôi không có thiểu số đâu, chúng tôi là nhiều số hơn quý vị đó, đúng không? Đừng có ở đó mà dọa chúng tôi và nói nhảm, đánh tâm lý chúng tôi, đúng không? Nó không có tác dụng đâu và nó sẽ không có hiệu lực nữa đâu, đúng không? Phải thực tế lại đi, nói ra sự thật đi, biết không? Hãy bỏ cái sự đĩ điếm, mất dạy, bố láo và tội lỗi đó đi, đúng không? Này, bằng chứng này, trong sách Ephesos này, chương 4 này, đoạn 4 này. Cái sự đoàn kết và tụ họp lại
của những vị 12 sắc tộc hoặc con cừu của Do Thái này. Tự đọc đi. Rồi, trong Giăng này, 11 này. À, chương 11 đoạn 52 này. Thì về sau Chúa của chúng tôi á, Do Thái của chúng tôi á, sẽ tụ họp lại tất cả các quý vị sắc tộc Do Thái, tất cả 12 nhóm của Do Thái đó, quý tộc của Do Thái đó. Thì lúc đó các quý sẽ hiểu á, ai là nhiều hơn. Hãy bỏ cái sự nói dối, gian dối, giả dối và lừa đảo đó đi. Nó không có tác dụng nữa đâu. Và hãy bắt đầu nói ra cái sự thật đi. Chỉ như vậy nó mới tốt cho các vị thôi, hiểu không? Bộ các vị không thấy cái chuyện đang diễn ra với các vị à? Những con cái của ông Japheth à? Đừng lo, còn nhiều nữa. Cho nên hãy ăn năn hối lỗi đi. Biết lỗi rồi thì hãy xin lỗi. Và hãy sống tử tế lại. Vì các vị sẽ không có thay đổi được cái tương lai đâu. Đừng ở đó mà mơ. Em này, cho quý vị thấy cái bằng chứng này. Tôi nói một cái ví dụ để cho các vị suy nghĩ. Các vị hay cho rằng là mình số nhiều không? Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ này để cho quý vị có thể mà tưởng tượng để chơi cái trò chơi tâm lý như quý vị đó, không? Là đánh tâm lý chúng tôi không? Bây giờ tôi đánh tâm lý cho quý vị. Cái này không phải là tôi đánh tâm lý mà tôi nói ra cái sự thật thôi. Để cho nhiều số các vị ngoại tộc hiểu, biết không? Đặc biệt là các vị kinh á, đúng không? Nè. Indo này. 275, hơn 275 triệu dân này. Rồi, Philippines này, hơn 115 triệu dân này. Mã Lai này. 32, hơn 32 triệu này. 33 triệu nè. Campuchia nè, hơn 17 triệu nè. Thái Lan nè, hơn 70 triệu nè. Myanmar nè, hơn 55 triệu nè. Lào nè, 700 mấy triệu nè. Rồi những cái hòn đảo ở xung quanh Úc nè. Và những nơi khác nữa nè. Sao, bây giờ ai là dân số nhiều hơn? Các vị hai chúng tôi. Chưa nói tới một số ở trong đất nước châu Phi này và ở những nơi khác này. Nam Mỹ này. Bắc Mỹ này. Và những cái hòn đảo xung quanh này như là Haiti này, Cuba này, vân vân này. Những vị da đen đó. Mỹ đen đó, Úc đen đó. Những vị da nâu á, xung quanh hòn đảo đó. Bọn họ đều là dòng máu của chúng tôi đó. Cho nên các vị đừng có tưởng tượng. Đừng có cho rằng là mình số nhiều, biết không? Bỏ cái sự nói dối đó đi. Vì chúng tôi không có ngu nữa đâu. Nhưng lòng ý là chúng tôi không có ngu đâu. Chỉ vì họ đang ngủ thôi, chưa tỉnh táo thôi. Hãy đợi đi. Chúa của chúng tôi sẽ đánh thức hết dậy hết bọn họ, biết không? Cùng một lúc. Thì lúc đó các vị sẽ làm sao? Làm cái gì? Tốt nhất thì nghe lời tôi đi. Hãy tử tế đàng hoàng. Và đừng có tỏ vẻ rằng là mình bạo lực, biết không? Với chúng tôi, biết không? Đó. Thì đó là một cái điều mà tôi cũng cần nên chia sẻ, biết không? Vì tôi thấy cái sự đi điếm, cái sự mất dạy, cái sự bố láo và cái sự tội lỗi của những cái bọn ngoại tộc nó quá đáng lắm rồi, biết không? Vì đã tới lúc phải cho bọn họ thấy cái sự thật, biết không? Bọn họ nghĩ rằng chúng tôi là chúng ta sợ à? Chỉ bởi vì chúng ta đang cố gắng sống một cuộc sống có đạo lý,
luật lệ, tiêu chuẩn và trình độ của Chúa Cha, hiểu không? Chứ không phải là cái cách sống, cuộc sống tội lỗi đâu, đúng không? Thì thêm một cái điều tiếp theo á, thì cái bà gì đó ở bên Việt Nam đó bị nhốt đó, đúng không? Thì thực ra bọn họ chỉ muốn đánh cái tâm lý để cho các vị sợ thôi, đúng không? Cho nên đừng có sợ những cái sự đe dọa tào lao của bọn họ, biết không? Và nó chỉ là một cái trò chơi tâm lý của bọn phương Tây mà họ đã dùng hoặc là đang dùng thôi, hiểu không? Họ chỉ làm như vậy để mà cho quý vị sợ thôi, hiểu không? Thực ra bọn họ sợ chúng ta thấy mồ. Thực ra thì bọn họ thực sự sợ chúng ta thức dậy. Đó là lý do tại sao bọn họ hay chơi những cái trò chơi tâm lý qua những cái điện hành điện cái mạng, qua những cái tivi của bọn họ, qua những cái mạng xã hội của bọn họ, qua những cái đài truyền hình của bọn họ, qua những cái phương pháp tội lỗi xấu xa độc ác của bọn phương Tây thôi, đúng không? Để mà dọa quý vị qua cái tâm lý thôi, để quý vị sợ thôi, biết không? Qua những cái điện ảnh của bọn họ thôi, phim ảnh của bọn họ thôi, biết không? Chứ là cái trò chơi tâm lý thôi. Thực chất á, họ không dám giết chúng ta đâu. Chúng ta mà đoàn kết tôi coi, trở về lại với Chúa Cha tôi coi, xin lỗi nha, Chúa Cha của chúng ta sẽ dạy cho bọn họ một bài học cho coi. Bọn họ không dám giết chúng ta đâu. Thử đi, Chúa Cha sẽ lột da bọn họ đó. Đặc biệt là nếu mà họ đụng tới tôi, phải không? Còn quý vị thì chắc có lẽ là khác, là tại vì quý vị sống cuộc sống tội lỗi thì khác. Nhưng mà riêng tôi từ khi tôi đã bắp tem thì không có cái chuyện đó đâu, hiểu không? Cho dù có thì không có đến nỗi mà tới mức độ như quý vị đâu, hiểu không? Nói chung á, họ thử đụng tới tôi coi. Có một điều tôi xin nhắc nhở bọn họ này. Các vị có biết cái sự khác biệt tôi giữa tôi và những vị lãnh, những vị mà đã từng cho rằng là nổi tiếng, là những vị có thể là được được coi rằng là những vị mà trong xã hội là một có cái đạo lý tốt, biết không? Nhưng tôi và họ khác ở điểm này. Tôi nói cho các vị nghe này. Bọn họ theo đạo không phải là đạo chính thức của Ngài. Cho nên bọn họ có thể giết được họ. Nhưng mà tôi không phải là như vậy. Cái đạo của tôi ấy, là cái đạo của Chúa Cha, là trong Kinh Thánh của chúng ta. Là cái đạo mà dẫn Chris He đã từng lan truyền và giảng dạy cho chúng ta gần 2000 năm về trước, hiểu không? Cho nên á, bố quý vị tưởng là tôi không hiểu cái luật của thiên đàng à? Các vị ngoại tộc chỉ tưởng là các vị hiểu cái một mình các vị hiểu cái luật thiên đàng à? Quý vị nghĩ rằng quý vị có thể tiếp tục giấu cái điều đó với chúng tôi à? Các vị đã làm điều đó chưa đã? Muốn tiếp tục cả? À? Sao mà mất dạy quá vậy? Nếu mà các vị nói ra sự thật á, bọn ngoại tộc á, thì tôi có thể nói là tôi rất là biết ơn và có khả năng là tôi đã tôn trọng các vị rồi. Nhưng mà thật ra các vị đâu có làm cái điều đó đâu. Nếu mà tôi nói là
như số các vị không có mất dạy đi điểm bố láo và tội lỗi thì các vị là cái gì? Thì rõ ràng rồi, tôi nói sai chỗ nào, nói thử coi. Trong khi đó các vị có gần mấy trăm năm, mấy cả năm, mấy ngàn, mới là nói chung là mấy mấy chục năm có thể nói ra sự thật cho chúng tôi biết, mà quý vị cố tình không làm như vậy thì tôi chửi các vị là sai à? Đâu có. Nếu mà các vị đúng thì tại sao tôi phải chửi? Lý do tôi chửi là vì những số các vị sai. Thôi thì trước khi cái thời gian nó hết thì tôi sẽ cố gắng nói thêm vài điều nữa. Thì đó, thì hãy suy nghĩ đi. Hãy coi lại những cái hành vi và những cái suy nghĩ của mình đã làm, đúng không? Đã có những cái hành vi mà mình đã làm và những cái suy nghĩ mà mình đã có và đang có, đúng không? Coi các vị có làm đúng hay là sai, suy nghĩ đúng hay là sai, đúng không? Hãy cho tôi một cái lý do vì sao mà Chúa Cha của chúng tôi sẽ không đem cái sự hình phạt xét xử đến các vị ngoại tộc. Nói tôi nghe coi. Các vị vô tội ở chỗ nào, nói tôi nghe coi. Ở chỗ nào? Nói tôi coi. Ở đó mà dọa chúng tôi. Ở đó mà đánh tâm lý chúng tôi. Không có tác dụng nữa đâu. Như là cái bọn phương Tây chưa nói cho các vị ngoại tộc biết à. Vậy sao bọn họ sẽ phản bội quý vị đó, các vị đó. Và hơn nữa, hình như là bọn họ cũng chưa nói cho các vị biết á, là những con cái của Do Thái sẽ thức dậy. Vậy sao? Lúc đó các vị sẽ làm cái gì? Ai ai sẽ là những vị sẽ chịu tội? Các vị chứ ai? Thì bọn họ thì tất nhiên họ thoát một phần nào đó, nhưng mà về sau Chúa của chúng tôi cũng sẽ xét xử và phán xét bọn họ, xét xử bọn họ và tiêu diệt bọn họ, đúng không? Bọn họ cũng cũng sẽ không có thoát tội của mình đâu. Nằm mơ. Vì cái lợi ích của các vị ngoại tộc á, hãy bắt đầu làm cái điều đúng đắn, ngay thẳng với chúng tôi đi. Rồi thì những cái tội lỗi của các vị nó sẽ đỡ hơn nhiều, đúng không? Và tiếp tục với cái điều điều khác á, thì và cái chuyện về thời tu đó là chỉ cái cảnh cáo ký hiệu cho quý vị thôi, đúng không? Cho nên đừng có phạm tội hoặc vi phạm những cái luật lệ của Chúa Cha, đúng không? Và đó là những cái ký hiệu thôi trong những cái chuyện sắp tới thôi, hiểu không? Và đừng có trách Chúa Cha của chúng ta không không nhắc nhở các vị, không cảnh cáo các vị nha. Vì tôi đang làm nè. Ngài đã cử tôi tới quý vị nè. Không, cử tôi tới quý vị, gửi tôi tới quý vị để nhắc nhở quý vị, để tránh xa những cái bọn ngoại tộc tội lỗi kia, những cái đạo tội lỗi của bọn họ, hiểu không? Và trở về lại với Chúa Cha của chúng ta, cái luật lệ của Ngài, 10 cái lệnh của Ngài và những cái luật
trong Kinh Thánh của chúng ta. Cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan, cái ý thức của chúng ta đều là ở trong đó hết á. Đừng có ở đó mà lấy cớ. Thì thôi, cái thời gian sắp hết rồi thì tôi sẽ làm cái video tập sau để mà chúng ta có thể tiếp tục. Thì đó. Hãy tin tôi đi. Tôi không có lừa các vị đâu. Vì những tôi như tôi nói á, nó sẽ không có sai đâu. Hãy nghiêm túc lại đi. Nha. Yeah.